Nam Mô A Di Đà Phật, hội đủ duyên lành bằng cái tình cảm yêu thương. Thì ngày hôm nay có món quà tình thương của chị Mai Lê ở bên Mỹ. Dù ở nơi rất xa nhưng mà chị Mai Lê vẫn gỡ về món quà tình thương cho ông ba và bà ba. Bà bị tai biến, bà không có đi được. Mỗi ngày còn tập trên cái cây á, đi tới đi lui, cũng đi được nhắc nhắc. Dù ở nơi xa mà chị Mai Lê vẫn gửi tặng cho ông bà cái món quà tình thương 500 ngàn. Cầu chúc cho gia đình chị Mai Lê sở nguyện tỳ tâm sở cầu như ý, đời đời được sống an lành trong ánh sáng hào quang của mười phương chư Phật. Nguyện xin Đức Phật từ bi gia hộ cho gia đình của chị Mai Lê nhiều bình an, nhiều sức khỏe để chị Mai Lê chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống này. Em đến nơi đây trao tặng món quà tình thương của chị, ông bà rất là vui. Cảm tạ công đức lành của chị Mai Lê rất là nhiều. Ông ba bà ba ơi, chị Mai Lê gửi tặng cho ông ba bà ba 500 ngàn ăn Tết nha ông ba bà ba. Ông ba bà ba, cảm ơn cô Mai Lê nhiều lắm nha. Rồi, ông ba gửi lời gì không? Gửi lời chúc Mai Lê năm Tết vui vẻ, gặp may mắn tốt đẹp, gặp cái gì cũng suôn sẻ hết, là mang vô phát đã phát tài, tấn tài tấn lợi, sống được tuổi trăm tuổi già. Rồi. Dạ. Rồi con cũng chúc ông ba bà ba nhiều sức khỏe, năm mới nhiều sức khỏe nha ông ba bà ba. Dạ. Rồi cảm ơn công đức lành của chị Mai Lê rất là nhiều, dành tặng tình thương cho ông bà 500 ngàn. Lâu quá. Dạ. Ông bà giữ gìn sức khỏe nha. Ông bà vui không? Vui trời. Cảm ơn lắm. Không có tiền. Dạ. Rồi con chào ông bà nha. Dạ.